Chùa hôm nay cúng giỗ của sư. Đây là những món ăn chay. Những món ăn trên bàn em thấy món nào cũng ngon hết cả nhà. Có gỏi nè, có bánh chưng nè, có bánh bò nè, và có món cơm gà nè, và nấm xào khổ qua. Và một món nữa đó là món curry chấm bánh mì rất là ngon. Giờ này là 8 giờ sáng, hôm nay em đưa cả nhà cùng đi chùa với em nha. Đây là con đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Bảo về cổng bây giờ em đi vô. Trời ơi, đang mưa chuẩn bị to rồi cả nhà. Chùa này nằm đối diện cây xăng luôn cả nhà. Rồi trời đang mưa nha. Em chào cả nhà, tại em đang đứng ngay chùa Bửu Vân. Thì hôm nay chùa Bửu Vân có một cái lễ dỗ của sư ở chùa cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà cùng theo chân em để vào chùa. Bước vào cổng chùa thì có cái tượng Phật Quan Âm. Trời đang mưa cả nhà, em cầm máy không biết là nó ướt máy của em không biết. Wow. Thôi bây giờ em đi vào bên trong để hồi em cầm máy nó ướt máy, nó đang mưa to cả nhà. Chùa đang làm lễ, đang cúng lạy Phật. Trời đang mưa, cầm mấy hình em quay nó ướt. Ướt cái máy. Đang làm lễ cả nhà. Thank you.
em đi qua cái cổng bên này em xem bên trong có gì em quay về cả nhà. Bên đây có một cái quầy nước, sau khi Phật tử đến đây uống nước thì qua đây lấy. Bên đây có cái bầy nước, em thấy mấy cô chú đang lấy nước uống. Trà nước giải khát, mấy cô Phật tử chuẩn bị trà nước ở đây. À chị đi làm trên đưa anh ly để bắt anh thôi chị ấy sao đưa anh ly không mà anh đi mấy lần rồi cho một đội áo vàng chuyên về các món nước phục vụ cho Phật tử. Đây là sao sáu hạt én cả nhà. Hai ly cứ mãi một ly tính tiền. Sao sáu hạt én uống mát. Đây là đá chanh. Đúc lại hả? Còn đây là sữa bí. Sữa bí ngon lắm. Dạ, sữa bí. Uống uống con. Đem. Sao sáu hạt én rồi chứ làm mình căng đủ rồi đó. Đầy quá. Sao mấy rồi? Đây là sữa bí này cả nhà. Sữa bí mấy anh chị nấu để sáng mọi người đi chùa có uống cả nhà. Một cái thùng sữa bí này còn đang nóng luôn nè. Rất là ngon. Còn nóng hổi luôn. Còn ở đây nước gì vậy chị? Dạ nước đá chanh chanh muối. Một thùng nước đá chanh muối. Đây là món bánh mì chay. Đây là nhân, bánh mì, nước sốt. Em đi dạo một vòng ở trong cái khu công viên chùa, em quay những cái nhà xem ha. Em ra phía sau của khu công viên chùa thì em thấy có một cái tượng Phật nằm. Em đưa cả nhà đi dạo một vòng ở trong khu nguyên chùa. Mấy cây này là cây gì ta? Ai? À cái cây này là cây ho. Không biết cây ho này còn gọi là cây ho chuối sao á. Cây này là cây mít nha cả nhà. Em thấy chùa này trồng rất là nhiều cây mít mà không thấy trái. Ai, em thấy có một cái mít mà nó nằm ở phía trong luôn. Chùa trồng rất là nhiều cây mít. Trong tụng kinh làm lễ. Ê,
em thì đi lên đây thì em quay chia sẻ cánh chùa ở đây cho cả nhà xem để biết được ngôi chùa ở đây. Trời thì đang mưa mà em lên tới đây thì mưa ướt hết cả nhà. Em lỡ mang đôi dép đi nó chợt, trời ơi nó muốn té luôn, nên em phải đi chân không. Chùa trồng da cam này cả nhà. Với nhiều cây bạc hà. Đây là cây bạc hà. Cây mít. Những cái cây này là cây hoa chuối. Em thấy chùa trồng cây hoa chuối rất là nhiều. Bên kia có một cái bụi hoa chuối đang nở hoa màu rất là đẹp. Đi một vòng ngắm cảnh như cả nhà. Cái này nó lên to lớn rất là đẹp. Đây là hoa chuối nở rất là đẹp luôn, màu vàng. Em thấy có màu cam nữa nhưng ra hoa còn nhỏ. Cây mít rất là nhiều nhưng mà em thấy mít chưa có trái. Có một cây bên kia có một cái trái mà nó nằm phía trong. Có cây ớt nữa nè. Có cây ớt cả nhà. Cây ớt chưa có trái. Chỉ mới lên trái nhỏ nhỏ thôi. Đây, trái nhỏ nhỏ này cả nhà. Rồi mấy cô tới chùa chụp hình selfie. Đây là khu công viên của chùa. Một góc nhỏ trang trí của chùa ở đây rất là đẹp. Em đi vô chánh điện. Lục đạo xuất
sáng đỏ thở ra nhận hành tùng lương tiêu cánh chung thanh giáo gia thả thang con thường hương. Đây là hồ xe là hương linh bốn xá hương linh dân thương. Sau khi má mi của mình đi vào bên trong tập kinh làm lễ thì cũng đã xong rồi, má mi mình đang ngồi ở phía sau để một chút nữa dùng bữa cơm á. Mình cũng đang lay quay ở phía trước quay, bây giờ mình đi ra phía sau với má mi mình nha cả nhà. Ôi ôi em mang đi dép này em đi chắc nó trượt té rồi vãn học luôn á. Cái con dép gì mình hết trơn, chắc đi chân không. Ăn cơm đi đâu vậy tiểu? Rồi bây giờ đi ra phía sau nha. Tôi nghĩ trước đây mới bay đi bộ phía sau. Phía sau này á. Vậy phía sau là nhờ cái gì? Vậy cái sảnh quầy phía sau này là chùa đãi cho các Phật tử một bữa cơm ở chùa cúng dỗ cả nhà. Rồi nhìn ra phía sau như cả nhà. Wow, vậy đây rất là đông. Ở ngoài đây đang đãi cô chú Phật tử bữa cơm. Má mi qua đâu? Không biết má mi của mình ngồi ở đâu. Đi vòng tìm. Một bữa cơm chay. Đây má mi của em đây. Má mi mình đang ngồi ở đây mình đi tìm bây giờ. Lại leo lửa rồi rồi đó. Chùa đãi cơm chay, mỗi bàn có rất là nhiều món ăn. Em thấy bánh bò nè, gỏi, bánh tét. Cái này là biết.
nè. Ủa, con hoa với quý nó có quà, nên quý nó quà. Dạ. Hoa bán bèo á. Dạ, em cũng biết, em lỏng quẩn rồi, em qua hồi 5 giờ mới tới giờ. Em mời cả nhà nha. Hồi đó mới thương á, làm ở 45 mà làm cái là ai mà mấy 11 cũng làm mà. Cô có cần không? Đây là nấm quý của qua để ăn mình. Mình ăn cái này là để thưởng thức thôi. Ưu tiên á, mấy bạn đâu đi ha. Đi ăn ở dưới đất cho lên. Chị đi vô, chị đi ăn miếng cho vui. Mấy chị đăng rồi. Lộn chứ chúng ta có mình nấm. Bánh tay dạng, có tính mình nấm. Chị ra Ăn cháy nào, ăn cái gì? Cái này đúng rồi, cái này bỏ ra đá. Bây giờ đó. Dạ, có. Thì đó bây giờ, ví dụ trong bàn mình á, chị ạ. Ví dụ như mấy con, mấy chị thích ăn cái gì đó, tôi thấy. Nhắn chị đưa đây là mình dư sao, chứ sao nào. Để ăn cho hết. Vậy là cô nấu ở đây không ạ? Không có, phải cô nấu, cái nấu mà. Tụi cô ở đây dùng chuyện rồi á. Mình ăn xong trong cái nhà em cao đó. Dạ không không, em ở đây của em còn lộn cũng rất chịu lộn. Tham mỹ đi đó ăn đi. Bây giờ lên nè. Má mười chữ. Ăn uống từ từ chịu khó đúng không? Vậy chứ mình ăn sao biết có 12 giờ cũng thực khách đó nha. Thì sẽ ngon à. Ăn món bánh bò gì cả nhà? Bánh bò lá dứa. Ăn thử miếng bánh chưng ăn. Bánh bò lại nữa ra đây cho mấy chị em ta đi có sầu ta ăn. Thử dĩa này ra chỗ đây. Thử ra chỗ đó. Giờ này thì chùa với mọi người thì
dùng bữa cơm thì cũng xong và làm cũng xong rồi. Đây má mình cũng đang chờ em. Mục đích thì lên hồi sinh cho sư ông cũng vừa giúp một ngày. À, có người thì đi sớm thì về sớm, có người đi trễ thì giờ này họ vẫn còn vô để dùng bữa cơm ở từ mời cả nhà. Em đi qua giúp mẹ. Rồi bây giờ đi về cả nhà ơi. Các em đi chùa thì cũng đã xong rồi, bây giờ thì chùa đang đi về và cả nhà ở trong đây em đang đi xem cái con của con, như cả nhà thấy cái nhà tập của em đi với em cả nhà chị em ba thì cũng thấy không đăng ký thì có cái gì mới thì em cái nhà cả nhà.